Rồi, con được ơn, con được. Con chào cha. Rồi, bé đứng trên này, con đứng trên này cho mọi người thấy. Rồi, con đứng đợi. Rồi, con được ơn gì của chú ơn chia sẻ cho mọi người. Dạ, con là con được chứng kiến nhiều ơn, được chứng kiến lòng Chúa thương xót chữa cho rất nhiều người nên là con ấy có thể nói nè, con bệnh nặng lắm ấy, con bệnh về cả thể xác lẫn tâm hồn luôn thưa cha. Năm 2006 ấy, khoảng chừng cuối năm ấy, là con phát hiện ra là mình bị bệnh lupus ban đỏ. Con khi con đi bác sĩ ấy, thì hai tháng trời làm xét nghiệm, bác sĩ cho thuốc lung tung mà chẳng đúng gì hết. Đấy, mãi về sau làm xét nghiệm người ta mới phát hiện ra căn bệnh lupus ban đỏ, gọi là bệnh Anatep. Thì bác sĩ cũng chỉ nói với con này nè, cái bệnh này ấy, nó không phải là ung thư, nhưng mà nó là một căn bệnh nan y, uống thuốc suốt đời, uống thuốc tới già, uống thuốc tới bây giờ chết thôi. Còn hiện nó khỏi thì tự nhiên nó khỏi thôi. Đấy, bác sĩ cũng chỉ nói con vậy thôi. Nhưng mà con chẳng nghĩ gì hết, con chẳng lạc quan, cũng chẳng bi quan. Thì hễ có bệnh thì uống thuốc, thì con cứ uống dai dẳng vậy. Rồi đến mà con cũng không nghĩ ra là cái căn bệnh này nó nguy hiểm. Rồi khi năm 2010 thì con có gia đình, nhưng mà gia đình của con không có vượt qua được sóng dữ thì nó cũng đổ vỡ. Thì lúc đấy nè, con rất là tuyệt vọng. Thì tự nhiên con có em bé. Đấy, cái mà trong suốt thời gian mang thai bé cho đến khi bé ra đời luôn ấy, cũng chỉ có một mình con thôi. Con với ông bà ngoại nè, ở ông bà ngoại ở bên, ông bà ngoại vực dậy tinh thần cho con để cho hai mẹ con tiếp tục sống. Nhưng mà khi lúc đấy nè, con coi như nè không còn tin về điều gì nữa, con cũng không tin Chúa luôn. Đến khi con của con 1 tuổi ấy, là con có việc làm thì con thấy hứng khởi. Rồi con ở nhà thì con buồn, con đi làm về cái con buồn, cái con theo chăng thì con theo chăng Chúa ấy, con cứ nhìn vào Chúa, con vậy. Chúa ơi, Chúa làm sao cho con để con có lại được cái niềm tin. Đấy, con cứ theo tranh, rồi con sang hoàn thành bức tranh, con treo lên bàn thờ, rồi con cứ cầu nguyện trước bức tranh đấy thôi. Rồi đến khi mà năm 2015 thì con bị sỏi thận. Thì người bình thường bị sỏi thận cũng có cái nguy hiểm, có cái không nguy hiểm. Nhưng mà riêng con, tại vì con mắc cái bệnh Anatep này, lupus ban đỏ này, nên nó mức độ nguy hiểm nó sẽ cao hơn. Thì khi mà đi vào bệnh viện ấy, lúc đấy bố con lại không ở trên thành phố nữa, bố con lại về quê, có mỗi mấy bè cháu ở bệnh viện thì bơ vơ lắm, chẳng có biết lo làm sao hết. Thì tự nhiên nằm được 2 ngày thì anh trai, anh họ của con ấy, anh gọi điện xong rồi anh bảo thôi để đấy anh lo rồi các thứ cho. Anh trai của con là thầy tu, anh cũng đi tu. Đấy, xong cái tự nhiên anh vừa gọi điện cho con này, sau đấy nè, coi như nè, giống như nè, có sự sắp đặt của Chúa, mọi sự diễn ra rất là êm xuôi. Và con cũng được phẫu thuật, rồi sau đó con về nhà. Nhưng mà khi đó thì con chỉ chữa được căn bệnh sỏi thận thôi, chứ bệnh của con nó cũng chưa hết. Rồi được ơn thứ hai, đấy là ơn thứ nhất. Con sau đấy, khi mà con chữa khỏi bệnh ấy, con về nhà, con cầu nguyện luôn, con bảo là chắc có lẽ Chúa đã để cho con nhìn ra được một điều gì đấy. Sau khi mà con phẫu thuật xong là con đến che sứ, con xưng tội, con rước lễ luôn. Tại vì khi mà con đổ vỡ gia đình này, con chẳng tin. Ba mẹ giúp con đến nhà thờ, nhưng mà con cứ ngồi góc xó xỉnh, con chẳng rước lễ gì hết. Nhưng mà từ sau căn bệnh đấy là con có lòng tin, con bắt đầu là con cố gắng. Con đi lễ thì con cũng chỉ xin Chúa là ban cho con được ơn sốt mén để con sốt sắng con đến nhà thờ thôi. Rồi bẵng đi tới năm 2006 ấy, thì nhà con được hai ơn luôn. Đấy là con đi làm ở chỗ mọi người ấy, thì con thấy người ta uống cái gì mát mát ấy, là con sẽ hỏi công thức để con về con làm con uống. Tại vì bác sĩ cũng nói nè, dạ. Rồi cái là thì ở đấy người ta nấu mủ chôm người ta uống, cái con cũng mua mủ chôm về con uống. Thì
cái tự nhiên con đi khám bác sĩ, dần dần làm các xét nghiệm thì cơ thể con nó bình thường. Xong cái bác sĩ mới cho ngưng thuốc dần dần, cái là con khỏi luôn. Tức là hết cái bệnh lupus ban đỏ. Dạ. Rồi cùng lúc đấy thì đứa em trai của con ấy, em kế con nó nhỏ hơn con 3 tuổi. Thì con cũng không hiểu sao, chắc cũng được ơn. Tự nhiên em con trở về thành phố, nhà con lên đây được chừng 10 năm rồi. Nhưng mà em con không có chịu về đây ở ấy, cứ ở dưới quê vậy thôi. Nhà con cũng cầu nguyện nhiều lắm, là mong em về đoàn tụ với gia đình các thứ. Nhưng mà tự nhiên con vừa khỏi bệnh cái này, cùng lúc đấy này em trai của con nó cũng về đây luôn. Dạ. Làm sao con biết được lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng một người mà sống trong phải nói là tuyệt vọng, mất hết cả lòng tin, mất hết cả niềm tin vào Thiên Chúa và con người, vừa đổ vỡ chuyện gia đình, vừa bệnh tật ốm đau như vậy, và cuối cùng thì Chúa đã chữa cho con hai căn bệnh rất là nặng, sỏi thận và bệnh lupus ban đỏ, một căn bệnh mà ngày hôm nay người ta vẫn chưa tìm ra được một phương thuốc đúng nhất để mà chữa trị. Rồi ơn lớn nhất đó là ơn cho con được ơn quay về xưng tội rước lễ để nhận lại ơn thánh của Chúa. Sao con biết được lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng con đến đây? Dạ, con đến đây lần này là lần thứ 3 thôi. Lần đầu tiên là khi mà con đang có em bé ấy, là cha em ở nhà thờ Chí Hòa. Hồi đấy con cứ đi ở bệnh viện Thánh Mẫu đấy, thì con cũng biết nghe là cha Long ở nhà thờ Chí Hòa. Con đi đấy một lần, đấy này con đang mang thai em bé. Thì con nghĩ cũng tiếc, hồi đấy cha ở đấy mà chẳng siêng đi gì hết. Đó. Xong rồi lần thứ hai là cách đây mấy tháng, dì của con cũng lên đây làm chứng. Dì bảo nè, dì bị bệnh cái căn bệnh hiếm trên thế giới đấy, bệnh nhân thứ 3, thứ 4 được khỏi. Đó là ngay cái hôm mà dì khỏi ấy, là mọi người trong nhà đi lòng Chúa thương xót. Thì đến khi mà gọi điện lên bệnh viện ấy, thì bảo máu tăng lên rồi, cả nhà mừng lắm. Nè, mức máu của dì nó cứ thấp ấy. Tự nhiên mọi người trong nhà đi lòng Chúa thương xót, thì đang trên đường về thì gọi điện, thì trên bệnh viện gọi điện nói là máu của dì tăng rồi, có chừng được khỏi bệnh đấy. Xong cái này mới gọi điện cho lòng Chúa thương xót, thì con nghĩ đấy cũng là ơn lòng Chúa thương xót. Yeah. Hallelujah. Để chân cầm mấy quạt lên. Hallelujah. Mạnh lên, cao lên. Hallelujah. Cao lên. Hallelujah. Lời cha gửi tặng cho con cái cuốn sách Con Đường Tín Thánh, trong này có CD kèm theo nha. Vì đây là cái con đường tín thánh, là những lúc mà chính cha suốt 3 năm cũng cảm thấy dường như là mọi cái nó bế tắc hoàn toàn. Trong cái cô đơn nhất, trong cái buồn chán nhất, trong cái thất vọng nhất, Chúa tỏ lòng thương xót đó ra. Và cha viết lại trong cái cuốn sách Con Đường Tín Thánh, con đường mà con đi, con đường của nhiều người chúng ta đi vào lòng thương xót Chúa, là phải chấp nhận con đường gian khổ đấy. Trong này có CD kèm theo nha. Đây gửi tặng cho bé cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Máy nhà con nó mới hư chà. Máy này nhà con nó mới hư này. Hôm nay che cho lại có để nghe tiếp. Rồi, và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi. Hallelujah. Rồi, xin đã mời bé, rồi con đi đây gặp.